Mr PT hết kể chuyện lịch sử xin chào các bạn. Sáng 3 tháng 8 năm 2024, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tiến hành hội nghị để bầu Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa 13, nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Tại hội nghị, đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 với 100% phiếu bầu ông Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ trọng trách này sau hơn hai tháng được bầu làm chủ tịch nước. Trước đó, ngày 22 tháng 5, đồng chí Tô Lâm đã được bầu giữ chức chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Ông Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, quê quán, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, trình độ giáo sư, tiến sĩ, Ông Tô Lâm là ủy viên Bộ Chính trị các khóa 12, 13, ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11, 12, 13. Ông Tô Lâm là đại biểu Quốc hội các khóa 14, 15. Sự nghiệp của ông Tô Lâm gắn liền với ngành công an. Từ năm 1979, ông Tô Lâm lần lượt trải qua nhiều chức vụ trong ngành công an như phó trưởng phòng rồi trưởng phòng Cục Bảo vệ Chính trị 1, phó cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 1 rồi cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị, 1, cục cục vệ Chính trị 3. Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh rồi Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh 1, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1. Từ năm 2010, ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội 11 của Đảng năm 2011, ông Tô Lâm được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11. Tới tháng 9 năm 2014, ông Tô Lâm được thăng cấp bậc hàm thượng tướng. Tại Đại hội 12 của Đảng năm 2016, Ông Tô Lâm được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa 12, sau đó được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an. Tháng 1 năm 2019, ông Tô Lâm được phong hàm đại tướng. Tại Đại hội 13, ông Tô Lâm tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa 13, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Ngày 22 tháng 5 năm 2024, Ông Tô Lâm được Quốc hội bầu làm chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.